làm lẹ đi bà. Miss Reserine Tantum, the Deputy CFO of Sunway. Các anh chị, đó là khu vực có cái sân lớn ngay tại bên cạnh bên đây, có khu vực sân màu xám rất là lớn. Đây là sân chơi của anh chị. Xem trong này là dự đoán là ai được nhất à? Ê, nhỏ tiếng có thể là lớn của Yên á. Ờ. Rồi hả? Nhưng sao tướng chạy hơn mình này? Ờ. Mong có một tháng nữa. Ờ. Không có đi, chạy đi. Chị Hương tính cái này là hơn á.